Tôi với bà xã tôi đã cưới nhau cũng được 5-7 năm rồi. Lúc mà mới cưới xong thì quan hệ chuyện vợ chồng đó, cũng tốt lắm. Mà bây giờ sao từ chừng nửa năm nay là cứ mỗi lần mình chuẩn bị quan hệ chứ lại cứ xìu. Tôi thì cũng mặc cảm tự ti quá. Phút gì thôi. Mà nó cứng không? Dạ, nó cứ xìu xìu. Đây giống như bây giờ, giống như hình, đây là mô phỏng, giống như cái dương vật của anh. Nếu mà anh trong lúc quan hệ anh cương lên thì anh chọn được cái phần nào, chọn được cái mô hình nào, chuối chín hay là chuối sống hay là dưa leo. Đó là sao nè? Chuối chín là nó mềm đó. Nó mềm á. Dạ, để tôi chờ đó. Chắc tôi chỉ được mặt có cỡ này nó mới chắc. Chính thôi. Trước đây bệnh viện Chợ Rẫy vẫn tổ chức khám những cái bệnh lý nam khoa. Tuy nhiên thì những bệnh nhân mà đến khám thì khám chung với phòng khám của ngoại tiết niệu. Và vài năm gần đây thì chúng tôi nhận thấy là cái tình hình cái mặt bệnh nam khoa càng tăng lên. Và bệnh nhân mà cần khám tư vấn nam khoa thì cần có một cái phòng nó riêng kín đáo hơn so với cái phòng khám tiết niệu. Vì vậy mà bệnh viện Chợ Rẫy thành lập mở rộng thành một cái phòng khám nam khoa riêng biệt để phục vụ quý bệnh nhân. Các lĩnh vực của nam khoa thì nó rất là rộng và rất nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là một số lĩnh vực sau đây. Thứ nhất là điều trị vô sinh, đặc biệt là vô sinh nam. Cái bệnh lý thứ hai là cái rối loạn cương, rồi tình hình mãn dục nam. Cái mảng thứ tư là những cái bệnh mà liên quan tới cơ quan sinh dục ngoài của cơ quan sinh dục nam á, cái bệnh lý về những rối loạn của tuyến tiền liệt, rồi cái suy tuyến yên, rồi vấn đề dậy thì sớm, vấn đề dậy thì muộn, nó đều là những vấn đề liên quan nam khoa cả. Cái vấn đề ấp ủ thành lập đơn vị nam khoa thì đã có từ lâu. Chúng tôi đã làm rất nhiều thứ để phát triển. Thì từ năm 2016 thì chúng tôi đã cử các cái bác sĩ của khoa đi học ở nước ngoài, nhiều nơi, ở Singapore, ở Thái Lan, sau này thì đi học Hàn Quốc và ở Úc, tức là gửi các bác sĩ khoa để đi đào tạo về nam khoa. Và trong tương lai thì chúng tôi sẽ đặt ra một số cái mục tiêu gần như là đặt thể hang nhân tạo, đặt cơ thắt nhân tạo, rồi đặt tinh hoàn nhân tạo và điều trị vô sinh, và tiếp tục phát triển những cái bệnh lý nam học. Và khi mà khi Quốc hội thông qua mà có cái luật đó thì chúng tôi sẽ phát triển cái chuyển giới. Tôi nghĩ là đây là một vấn đề, nó cũng là một vấn đề xã hội, ngoài cái vấn đề chuyên môn nó cũng là vấn đề xã hội, và cũng có rất nhiều người có nhu cầu. Như các bạn đã thấy đó, là ở nước chúng ta cũng có nhiều cá nhân phải đi qua những nước gần bên cạnh chúng ta để làm cái công tác phẫu thuật chuyển giới chẳng hạn. Thì chúng tôi nghĩ là làm thế nào đó chúng tôi phải phát triển để cho phục vụ cho người dân của chúng ta.